Hello anh em nha, bây giờ là 11 giờ sáng, 11 giờ trưa với lộn. Thì mình mới hôm đồ mới ngủ dậy, mới vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa. Bây giờ tụi mình sẽ sửa soạn đồ xong rồi đi về. Nhưng mà trước khi về thì mình có hứa với anh em là mình sẽ ăn thử cái bánh mì Huỳnh Hoa. Ok, bây giờ tụi mình sẽ xuống dưới. Hồi nãy thì thằng Hùng nó có kêu là cái bánh mì Huỳnh Hoa đó cũng gần đây, gần đúng không? Thì mình sẽ mua, chắc mình mua mình lên xe mình ăn anh em ơi. Hình như chỗ đó nó không có, Không đậu xe được, à không có chỗ ăn nữa. không có Thế là chỗ, không có chỗ ăn, với lại đậu xe để ngồi ăn thì không có. ồ không có chỗ đậu xe, không có chỗ ăn luôn hay sao quá anh em. Thôi mua lên xe ăn cũng được, mình mua lên xe mình ăn một phát xong rồi chạy về Đà Lạt anh em ơi. Ở khách sạn này nè, nhìn nó tù tù vậy thôi chứ có hồ bơi rồi có buffet sáng nữa, nhưng mà 11 giờ mới dậy thôi lấy gì buffet nữa anh em. Buffet nó có giờ nghe, chứ không phải là Đúng lúc rồi. lúc nào ngủ dậy cũng được ăn đâu. Lâm thì chắc tối qua đi sinh nhật xong rồi say. Hôm qua mình với Hùng cũng say anh em. Hôm qua lúc mà Lâm về thì mình với Hùng cũng đi nhậu, có rủ thêm mấy đứa bạn dưới này đi nhậu, nhậu sương sương anh em, làm về cha sương sương rồi về ngủ đó. Hôm qua mình ngủ sớm anh em, ngủ sớm lấy sức để hôm nay chạy về Đà Lạt soạn đồ. Tại thì mình mới vừa check out anh em ạ. Bây giờ sẽ di chuyển tới địa điểm bánh mì Huỳnh Hoa. Hùng thì nó kêu gần ở đây. Để chán luôn. Trái luôn hả? Mình vẫn chưa biết cái kiểu dáng của bánh mì nó to và nó nhỏ nữa. Nếu mà nhỏ quá chắc dứt thằng hai ba ổ ăn cho nó no. Đây, bánh mì Huỳnh Hoa lên em ơi. Hai ổ đúng không? Ok. Ngồi trên xe ăn luôn. Cái chỗ đó đâu có chỗ ngồi ăn đâu đúng không? Nó chỉ có nó nhỏ nhỏ lắm mà trong đông lắm, à bị kẹt trong đó thì rồi. thôi ngồi trên xe ăn là đúng rồi. Tuy không có ăn trong chỗ bán bánh mì nhưng mà ăn bên cạnh chỗ bán bánh mì luôn chẳng thế. Wow, trời, anh em coi ổ bánh mì này. Ủa cái bịch này là bịch gì ta? Bịch rau, Rau thêm hả? rau, ý là ở trong nó chưa có rau đâu, ở trong chỉ có thịt thôi. À trời ơi, trời ơi nó siêu to khổng lồ luôn anh em ơi. Quên, à chà bông chưa có rau. Ủa pate, nhìn cục pate ngon không? Ngon. Bên trong là, ủa được á, được mẹ mở ra đi. Ui nhìn ổ bánh mì nó giòn đã lắm anh em nè. Ui được 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 được, cho cả khăn giấy ướt nữa nha. À quên chứ, nãy bao nhiêu á, hết bao nhiêu vậy, quên đưa tao tiền tao cho tao, mày. tao dùng khoản rồi. Lát ngay trả lại cho. Wow, nghe cái mùi đã ngon quá anh em ơi, thèm quá, đói bụng nữa. Khuya qua lúc mà tụi mình đi nhậu về anh em, mình với Hùng đói bụng. Lúc đầu 1 giờ mấy sáng, lúc đầu 1 giờ mấy sáng hai thằng đi ăn hủ tiếu. Trời, tối khuya qua mình ăn hai tô hủ tiếu luôn anh em. Đã không? Thôi xin phép mời anh em nha. Khéo ăn trên xe cái pate nó rất là ngon. Ngon đấy, lần đầu tiên ăn bánh mì chả nè, thịt nguội nè, pate nè mà nó ngon đến như vậy luôn á.
Bao nhiêu một ổ ra? 65.000. 65.000. Chỉ có ổ to thôi, không có ổ nhỏ hả? Không, có một giá một thôi. Ừ, ngon lắm. Mình ở Sài Gòn á, ngày nào mình cũng ăn bánh mì Hình Hoa quá. Ngon thiệt sự luôn á. Sáng nay tính rủ cô Lâm qua luôn, nhưng mà dậy trễ quá, với lại buổi trưa Lâm nó đi học nữa anh em. Trời ơi. Ăn một ổ này nó no tới chiêu. Ủa, ngon lắm Hùng ơi. Hùng ở đây đang thèm chảy nước miếng anh em ạ. Không cần phải lòng tiếng. Đỉnh nha. Bánh mì Hình Hoa đỉnh anh em. Mình nói thiệt với anh em luôn, trong cuộc đời mình 26 năm trời, lần đầu tiên mà mình ăn được ổ này nó ngon cỡ này luôn á, mình nói thiệt. Cái pate rất là ngon. Clever luôn. Ăn bánh mì Hình Hoa bên cạnh quán bánh mì Hình Hoa. Tao nghĩ với sức ăn của mày không, mày không ăn hết nổi mì ổ mì đâu. Mình ăn ghê hơn thằng Hùng nha anh em. Mà mình thấy hơi no no rồi đó. Ngon. Ăn bánh mì, uống cà phê. Trời ơi, quá sung sướng. Cà phê thằng Hùng nó mua ở đâu này, ngon lắm anh em. Ngay chỗ dưới khách sạn đó. Bên cạnh khách sạn. Cà phê ngon. Thôi chắc kết thúc cái clip ở đây. Giờ mình muốn hôm mà ăn xong rồi đi về thôi. Về lại Đà Lạt anh em ạ. Đâu biết làm gì nữa đâu. Cũng không có muốn ở lại. Tại vì Hùng nó cũng về, nó công việc của nó nữa. Nên thôi đi về. À, thôi chắc mình kết thúc video ở đây cho Hùng nó ăn anh em. Bây giờ nó thèm lắm rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này của mình. Nhớ lại cho mình một like, một subscribe ở cái kênh mới này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.